Xin chào các bạn. Trong bài học hôm nay, gà Excel sẽ dẫn các bạn 10 thủ thuật pivot table nâng cao trong Excel. Đây là danh sách 10 thủ thuật của mình. Còn bên này là cái sheet dữ liệu. Các bạn chú ý, mình sẽ để cái link tải file thực hành trong phần mô tả phía dưới video. Tốt nhất ấy là các bạn tải về, các bạn vừa theo dõi và thực hành cùng mình nhé. Đầu tiên, mình sẽ đi vào cái thủ thuật thứ nhất là dễ dàng cập nhật khi mà thêm dữ liệu. Thì để cái việc cập nhật dữ liệu pivot table một cách đơn giản khi các bạn thêm dữ liệu mới vào cái phần dữ liệu nguồn này này thì các bạn làm như sau mình sẽ tạo cái table cho cái vùng dữ liệu nhé thì để tạo table cho cái vùng dữ liệu ấy, các bạn sẽ tích vào một ô bất kỳ của cái vùng dữ liệu sau đó các bạn vào thẻ insert và các bạn tích chọn cái table hoặc phím tắt là Ctrl T đây, ví dụ các bạn ấn phím tắt là Ctrl T nhé Đấy. thì nó sẽ hiện một cái cửa sổ Creative Table đúng không ạ thì đây là toàn bộ cái vùng dữ liệu của mình từ OB2 đến gì ạ? đến cái G326.520 này để các bạn có thể lăn xuống để các bạn kiểm tra nhé thì đây là cái dữ liệu thực tế rất là dài Đấy. Các bạn nhớ tích chọn là My Table Head Header nhé Sau đó mình sẽ ấn OK Đấy. thì như vậy cái vùng dữ liệu của mình là gì Đã được tạo thành Table Ở trong cái thẻ Design nhé Các bạn sẽ tích chọn các cái màu mà các bạn thích này ví dụ mình thích màu đen hoặc các bạn thích màu cam thì tùy các bạn đúng không? Đấy, ví dụ mình cho là đen trắng đi đúng không? Còn bên cái Table Name này nhé Thì đây là tên của Table Thì các bạn có thể sử dụng cái tên mặc định hoặc các bạn đặt tên cho nó cũng được đây ví dụ mình đặt là gì ạ mình sẽ đặt là cái gì ạ cái uh, table mình sẽ đặt là dữ liệu chẳng hạn nhé Đấy, các bạn enter thì như vậy là gì ạ mình đã có một cái table tên là dữ liệu sau đó thì các bạn sẽ chọn insert và các bạn sẽ chọn là diện ạ pivot table thì ở đây mình sẽ tạo pivot table ở một cái sheet mới nhé là cái new worksheet còn cái vùng dữ liệu để tạo table là diện chính là cái tên table dữ liệu lúc đấy mình đặt đúng không? đấy các bạn sẽ ấn ok. Đấy thì như vậy mình sẽ có một cái sheet pivot table của cái sheet dữ liệu này. các bạn có thể tích đúp vào đây để mình đổi tên sheet ví dụ mình đặt là gì? Dạ, pivot table đúng không? đấy ví dụ mình đặt là pivot table chẳng hạn. bây giờ giả sử các bạn kéo là gì ạ? các bạn sẽ kéo cái khu vực vào row các bạn sẽ kéo doanh thu vào gì? value. thì như vậy gì ạ? mình sẽ có là gì ạ? doanh thu của ba khu vực này đúng không? Thì ok bây giờ giả sử các bạn thêm cái dữ liệu mới nhé, các bạn ấn căn chân mũi tên xuống mình sẽ đến cái dòng cuối cùng của cái vùng dữ liệu này ví dụ các bạn bôi đen các bạn ấn căn chân d để mình tạo thêm một cái vùng dữ liệu mới nhé. thì đây là ví dụ ngày 20 29 tháng 9 đi đúng không Đấy. thì ở đây là gì ạ mình cho cái dữ liệu này rất là lớn nhé, để các bạn dễ kiểm tra này ví dụ mình cho là một triệu đi đúng không Đấy, bên này là 800.000 đây Đấy, bây giờ các bạn sẽ sang cái sheet pivot table này, các bạn nhấn chuột phải. Đấy. các bạn refresh thôi. Đấy các bạn thấy chưa? Thì như vậy là cái loss này nó đã tăng thêm này, lúc vậy nó tăng thêm một triệu đây này, đấy. Rất là hay đúng không? Thì lúc này các bạn chỉ cần refresh thôi hoặc là gì ạ? Khi các bạn xóa đi dữ liệu và các bạn nhấn chuột phải các bạn delete đi nhá. Đấy thì các bạn sang cái pivot table, các bạn chỉ cần nhấn chuột phải, các bạn refresh hoặc là gì ạ? Các bạn vào cái thẻ analyze, các bạn chọn refresh là này thì các bạn sẽ nhìn cái lot này nó bị giảm đi một triệu nhé còn 266 triệu đây này các bạn refresh đấy và còn 266 triệu đấy các bạn thấy không khá là hay thì đấy là cái thủ thuật thứ nhất là các bạn sẽ tạo table để cái việc cập nhật dữ liệu nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều thứ hai mình sẽ tính cái tỷ lệ phần trăm nhá ở đây giả sử mình sẽ tính là gì cái doanh thu theo gì đây là mình có tổng doanh thu theo từng khu vực bây giờ mình muốn là gì cái phần trăm doanh thu của từng khu vực này nó sẽ chiếm tỷ trọng nó bao nhiêu thì các bạn làm như thế nào? Mình sẽ kéo cái doanh thu vào cái phần value tiếp nhá. Đấy. Thì như vậy là gì ạ? Cái doanh thu này nó lặp lại hai lần đúng không? Hai cột này là hoàn toàn giống nhau. Đấy. Thì bây giờ một cái cột là tổng doanh thu và một cái cột thay vì hiện tổng doanh thu ấy, mình sẽ chọn là gì Cái tỷ lệ phần trăm. Thì các bạn sẽ nháy chuột phải vào cái ô dữ liệu của cái cột doanh thu thứ hai nhé Các bạn chọn là show value as và các bạn sẽ chọn là gì phần trăm of grand total. Đấy, các tích vào đây. Đấy. Thì như vậy là gì Cái cột doanh thu thứ hai nó sẽ hiện cái tỷ trọng ở đây ví dụ miền Trung ở đây là 13 phần trăm đúng không miền Bắc là 44 và diện miền Nam là là 42 đấy thì ở đây các bạn có thể đổi cái tiêu đề ví dụ các bạn sẽ chọn là diện phần trăm doanh thu chẳng hạn đúng không đấy. các bạn enter đấy. thì ở đây các bạn sẽ ghi là gì? cái này có thể là ghi là tổng doanh thu chẳng hạn đúng không đấy. thì như vậy các bạn sẽ có được hai cái là tổng doanh thu và cái phần trăm doanh thu ở đây đấy. rất là hay Ok, sang thủ thuật thứ ba là mình sẽ tạo nhiều cái report nhá, đơn giản đúng không? Thì ở đây giả sử là gì ạ? Ok, mình sẽ kéo cái khu vực lên cái phần filter đi và ở cái phần value mình sẽ kéo cái tỉnh thành vào đây cho các bạn dễ hiểu đúng không? Thì như vậy là gì? Đây là danh sách doanh thu toàn bộ 63 tỉnh thành đúng không? Đấy. Và thì ở đây là mình sẽ có ba khu vực cho cái phần filter này bây giờ, giả sử mình muốn là diện mỗi một cái khu vực nó nằm ở một sheet khác nhau đúng không thì thay vì là diện các bạn tích vào đây các bạn chọn khu vực miền trung chẳng hạn đúng không rồi các bạn copy các bạn tạo ra một cái sheet mới tương tự các bạn sẽ chọn cái miền bắc chẳng hạn Đấy, các bạn lại tạo ra một cái sheet mới đúng không làm như vậy nó rất là thủ công mà trong trường hợp cái trường filter này nó sẽ có nhiều hơn là diện là ba cái hạng mục này thì nó còn lâu hơn nữa đúng không thì trong cái pivot table nó sẽ hỗ trợ là gì ạ các bạn sẽ tạo cái báo cáo này ra nhiều sheet và mỗi một cái Sheet sẽ là một cái khu vực cụ thể ở đây đúng không? Đấy. Thì để làm việc này các bạn làm như sau. Mình sẽ tích vào một ô bất kỳ của cái vùng pivot table này. Sau đó thì các bạn sẽ vào cái thẻ alala và trong cái phần pivot table các bạn tích vào cái mũi tên trỏ xuống như này. Đấy. Các bạn tích vào cái option cái mũi tên trỏ xuống ở cái phần option này và các bạn sẽ chọn là gì ạ? Show report filter paste đúng không? Các bạn tích vào đây. Đấy. Thì nó sẽ hiện một cái thông báo là gì ạ? Cái show report filter paste theo cái gì? Theo cái khu vực nhé thì nghĩa là gì nghĩa là mỗi một cái thành phần trong cái khu vực tức là miền bắc miền nam miền trung ấy nó sẽ tạo ở một cái sheet gì một sheet riêng biệt đúng không các bạn tích ok đấy các bạn thấy chưa thì nó sẽ tích là center này north và sao đấy các bạn thấy không rất là hay thì như vậy là gì? từ một cái sheet tổng nó sẽ tách thành ba cái sheet riêng biệt ở đây bây giờ các bạn có thể xóa cái này đi nhé Để các bạn phải các bạn delete ba cái sheet này đi Ok, sang thủ thuật thứ tư ấy, là mình sẽ xem chi tiết số liệu đúng không? Ở đây giả sử mình có cái tỉnh An Giang đúng không? Nó là cái tổng doanh thu nó là 226 triệu đúng không? Đấy. Thì các bạn muốn xem cái chi tiết doanh thu của cái An Giang này như thế nào mà nó ra 226 triệu thì các bạn tích đúp vào cái giá trị là 226 triệu này nhá. Các bạn tích đúp vào đây. Đấy, thì ngay lập tức nó sẽ tạo một cái sheet mới, nó sẽ hiện dữ liệu chi tiết cho cái cho cái tỉnh An Giang. Đấy, các bạn tích vào đây thì đây là chỉ có tỉnh An Giang thôi đúng không? Đấy. Các bạn tích cả vào cái cột doanh thu này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái dưới status này này, sum này nó sẽ là 226 triệu đúng không? Đấy 733.267. Thì nó sẽ giống hệt cái số liệu ở đây. Đấy, thì đấy là cái cách để các bạn xem một cái số liệu chi tiết bất kỳ trong cái phần pivot table. Sang thủ thuật thứ năm là mình sẽ thêm cái data ba vào cái pivot table nhá. Đấy. Thì ở đây giả sử mình có cái tổng doanh thu này này Bây giờ cái này mình cũng hiện là cái tổng doanh thu đi nhé Cái phần mình sẽ không hiện cái phần trăm nữa Mình lại cái show value as Mình chọn là low calculate Thì nó chính là cái tổng doanh thu giống như cái cột này thôi Bây giờ mình sẽ hiện cái data bar ở đây nhé Đấy. Thì thay vì là gì ạ? Thay vì cái số liệu thì mình sẽ hiện cái data bar ở đây Đấy. Thì nếu như giá trị càng lớn ý, Thì cái diện tích tô màu nó gì? nó càng lớn Đấy. Thì để làm việc này các bạn làm như sau Mình sẽ tích vào một ô bất kỳ của cái cột data bar này Ví dụ là OC4 đúng không sau đó các bạn sẽ vào cái thẻ Home, các bạn sẽ vào cái Conditional Formatting, Đấy, các bạn sẽ chọn là cái lưu Room thì ở đây các bạn sẽ chọn là gì? các bạn mặc định nó sẽ chọn cái Selection Cell tức là cái ô mà các bạn lựa chọn, nhưng mà ở đây mình sẽ tích vào cái thứ hai là Show all là all cell showing data bar value đúng không? đúng. Đấy, các bạn tích vào cái Format Style, các bạn chọn là gì? thì ở đây các bạn sẽ chọn cái trên cùng nhé là Show all các bạn sẽ chọn cái trên cùng là Show all sales based on cell buy on value đúng không còn ở cái format style các bạn sẽ chọn là diện data Bar đó ở đây các bạn sẽ bỏ gì ạ cái các bạn chỉ số ba only thôi tức là mình sẽ không cần cái giá trị nữa bởi vì mình đã có cái cột b là cột tổng doanh thu rồi đúng không đó. và đây các bạn sẽ chọn cái màu là gì cái solid fill ở đây thì các bạn thích thích chọn màu gì các bạn chọn nhá Để ví dụ mình chọn màu xanh này đi đúng không các bạn sẽ bấm ok đó các bạn thấy chưa? Thì như vậy là gì? ạ Cái tổng giá trị ở đây ấy, nó sẽ phụ thuộc vào gì? Thì cái phần tô màu nó sẽ là tổng giá trị. Thì các bạn lưu ý nhé, cái grand total là nó tổng thì nó to quá thì những cái màu của các tỉnh này nó lại thành bé đúng không? Bây giờ mình sẽ tắt cái grand total đi. Các bạn vào thẻ design này. Cái grand total tích đây các bạn off nó đi. Đấy, thì như vậy là gì ạ? Như vậy cái doanh thu của các tỉnh ấy, giá trị càng lớn thì cái phần diện tích tô màu nó càng lớn thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? cái hà nội này hồ chí minh này là lớn nhất đúng không đấy còn lại thì là, gì ạ? là nhỏ đúng không sang thủ thuật thứ sáu là bỏ tự động thay đổi cái độ rộng cột thì ở đây giả sử cái một cái cột pivot table là cái cột data 3 này nhá thì nếu như mà các bạn xóa đi các bạn đánh số 1 chẳng hạn nhá đấy bây giờ các bạn nháy chuột phải các bạn refresh này đấy thì là gì ạ cái độ rộng cột c này nó sẽ co nhỏ lại theo đúng cái tiêu đề này này Đấy. thì các bạn sẽ không nhìn thấy là diện là cái màu sắc của cái độ rộng cột này nó gì nó khác biệt là mấy đúng không? bây giờ mình muốn là gì ạ? cái cột c này này nó không tự động mà mình muốn nó rộng như thế này này Đấy. thì mình làm như thế nào? bởi vì nếu như bình thường các bạn cứ refresh này các bạn nhớ phải các bạn refresh ấy, là cái độ rộng của cột c nó co lại này đúng không? bây giờ mình muốn là diện cái độ rộng cái cột này nó không tự động nó co đúng không? thì các bạn làm như thế này thì các bạn tích vào một ô bất kỳ của cái pivot table nhé sau đó các bạn vào thẻ analyze ở cái phần Table các bạn tích vào mũi tên sổ xuống này Các bạn tích vào cái Option Đấy. Thì ở cái thẻ Layout và Format nhé Các bạn bỏ cái Auto Column with On Update này Đấy, Các bạn bấm OK Đấy. Thì bây giờ các bạn chỉ cần nhấn chuột phải các bạn Refresh ấy, Thì nó sẽ không tự động nó co lại nữa Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, rất là hay Đây mình lại đổi lại là cái Data ba nhé Đấy, thì bây giờ các bạn cứ co cái độ rộng cột này ra bao nhiêu thì các bạn cứ refresh ấy, thì nó không tự động nó thì nó co cái độ rộng cột này nữa đúng không? Đấy thì đấy là cái thủ thuật thứ sáu sang thủ thuật thứ bảy là mình sẽ thêm cái trường tính toán nhé ở đây giả sử mình có cái tổng doanh thu bây giờ mình sẽ có cái tổng chi phí đúng không bây giờ mình bỏ cái data ba ra đấy đây các bạn sẽ kéo chi phí vào cái phần value thì như vậy mình có một cái cột là tổng doanh thu bên này là gì ạ là tổng chi phí đúng không đây các bạn có thể đổi tên nhé là tổng chi phí bây giờ các bạn muốn thêm cái cột là cái lợi nhuận đúng không? Lợi nhuận thì sẽ bằng doanh thu trừ đi gì ấy? Trừ đi chi phí đúng không? Thì để thêm một cái cột chi phí không phải là các bạn tích vào đây các bạn gõ chữ chi phí để các bạn trừ đi nhé. Bởi vì sau này mình sẽ thay đổi cái trường thông tin này ấy, thì cái lợi nhuận nó không thay đổi đúng không? Nó vẫn thì cái lợi nhuận nó tự động nó tính theo nhá. Đấy. Thì để thêm cái trường mới ấy, thì các bạn làm như thế nào? Các bạn sẽ vào cái thẻ analyze này. Đấy. Các bạn sẽ chọn cái fill item và set này các bạn tích vào đây các bạn sẽ chọn cái này, calculate fill đó thì một cái cửa sổ insert calculate fill hiện ra đúng không? trong phần name này mình sẽ đặt tên nhé ví dụ mình đặt là diện lợi nhuận ví dụ mình đặt là diện là lợi nhuận nhé đấy thì ở cái phần formula nhé các bạn xóa cái số không đi thì sau cái dấu bằng này nhá thì các bạn sẽ tích vào gì? các bạn sẽ tích đúp cái doanh thu sau đó các bạn đánh dấu trừ sau đó các bạn tích đúp vào chi phí tức là gì ạ? cái lợi nhuận sẽ bằng gì ạ? bằng doanh thu các bạn trừ đi chi phí đúng không tại sau đó các bạn bấm s thì ngay lập tức các bạn sẽ có một cái trường là trường lợi nhuận ở đây đúng không Đấy, các bạn sẽ bấm ok Đấy các bạn thấy chưa cái sum hợp lợi nhuận này đây, rất là hay vậy các bạn sẽ bỏ cái chữ sum đi các bạn tích đuôi đây mình sẽ sửa và các bạn gõ chữ lợi nhuận nhé lợi nhuận nó trùng với cả diện nó trùng với cả cái tên các bạn không được các bạn ấn thêm dấu cách nữa các bạn enter Đấy các bạn tích đu vào đây Đấy, thì mình sẽ có cái cột là lợi nhuận bây giờ sử mình muốn tính lợi nhuận theo khu vực nha các bạn bỏ tỉnh ra Đấy, các bạn kéo khu vực vào cái râu này thì ngay lập tức các bạn cũng có gì các bạn cũng có cái lợi nhuận ở đây Đấy, thì cái lợi nhuận bản chất lúc này là nó chính là một cái trường thông tin trong cái dữ liệu này Đấy, Cảm thấy cũng khá là hay hoặc nếu các bạn bỏ khu vực đi thì các bạn sẽ thấy cái tổng doanh thu tổng chi phí và đây là chính là tổng lợi nhuận đúng không đấy bây giờ mình sẽ kéo khu vực vào đây thì đây là cái thủ thuật để các bạn gì? các bạn tự động thêm cái trường tính toán ok bây giờ mình sẽ làm cái cái tính toán sự khác nhau giữa các cột thì các bạn làm như thế nào ok bây giờ ví dụ mình bỏ cái lợi nhuận này bỏ cái chi phí ra các bạn chỉ có cái tổng doanh thu thôi nhá mà tổng doanh thu theo tỉnh đi Đấy, cho nó nhiều thông tin Đấy, thì như vậy các bạn có doanh thu theo tỉnh của 63 tỉnh thành này các bạn nhớ chuột phải mình sẽ chọn number format nhé các bạn chọn number và các bạn sử dụng cái phân cách hàng nghìn mình là không với số thập phân các bạn bấm ok đấy thì đây là hiển thị cái giá trị số cho các bạn dễ nhìn ok bây giờ các bạn sẽ kéo thêm cái trường thông tin là ngày vào cái column đi đúng không đấy thì các bạn sẽ thấy là gì ở phần dữ liệu ấy, mình có là gì cái trường ngày ở đây ấy, là của năm 2022 và mình có dữ liệu của hai tháng là tháng 8 và tháng 9 đúng không đó thì như vậy cái pivot table này nó sẽ có hai tháng là tháng 8 và tháng 9 các bạn tích vào đây nó sẽ sổ ra là từng ngày của tháng 8 một đúng không? Thì cái pivot table trong Excel ấy nó khá là thông minh. Từ phiên bản Excel 2016 ấy nó sẽ tự nhóm vào bởi vì cái dữ liệu của mình ấy, nó chỉ là cái trường thông tin về ngày tháng thôi. Thì ở đây nó sẽ nhóm lại theo tháng và nó sẽ sổ ra theo ngày nếu các bạn thích đúng không? Vậy các bạn sẽ bỏ cái trường ngày đi. Đấy, mình chỉ muốn nó nhóm là theo tháng thôi. Đấy. Thì đây là doanh thu tháng 8 và đây là tháng 9 đúng không? Đấy. Bây giờ mình lại kéo tiếp doanh thu vào cái phần value thì như vậy cái doanh thu nó là phải hai lần đúng không? Đó, Bây giờ là gì? Ạ? Thay vì hiện tổng doanh thu này nhá thì mình sẽ hiện cái sự khác biệt giữa gì ạ? giữa một cái là doanh thu tháng 8 và tháng 9 đúng không? Đấy, các bạn tích vào một ô bất kỳ của sum hợp doanh thu tháng 9 này chính là cái doanh thu thứ hai. Thì các bạn nháy chuột phải. Đấy. các bạn sẽ chọn là gì? Ạ? Show value as này, đúng không? Đó. Thì là gì? Ạ? Các bạn có thể chọn cái different from. Còn bên dưới là cái phần trăm uh, different thì tùy các bạn. Nếu như các bạn chỉ muốn lấy cái phần trăm thì các bạn chọn, còn các bạn lấy cái giá trị tuyệt đối tức là lấy cái hiệu thì các bạn chọn different from. ví dụ mình chọn là cái phần trăm different đi đúng không tức là gì ạ là cái cái thay đổi tỷ trọng thay đổi bao nhiêu phần trăm thì cái bay fill này chính là gì các bạn sẽ chọn cái tháng nhé tức là nó sẽ khác biệt giữa hai tháng đúng không còn cái bay từ ở đây chính là cái previous tức là mình sẽ so sánh cái tháng 9 với cả tháng 8 so sánh với cái tháng trước đấy thì nếu như dữ liệu của các bạn có 12 tháng ấy thì nó sẽ so sánh cái tháng 12 với tháng 11 tháng 11 với tháng 10 đúng không cứ như vậy và cái tháng cuối cùng ấy, thì nó sẽ bỏ trống bởi vì nó không có cái tháng trước đấy để nó so sánh đúng không? Đấy các bạn sẽ bấm ok. Đó thì các bạn thấy chưa? Thì đây nó hiện cái tỷ trọng phần trăm này. đấy. Thì đây là cái phần trăm. Còn ở đây là tháng 8 đúng không? Thì cái tháng 8 này nó không có cái tháng 7 để nó so sánh thì nó sẽ để trống ở cái ô cái ô tháng 8 này. Còn đây là cái tỷ trọng phần trăm khác giữa cái doanh thu tháng 9 và tháng 8. Đây, ví dụ âm nghĩa là gì ạ? Nghĩa là tháng 9 nó sẽ nhỏ hơn gì ạ? Nhỏ hơn tháng tháng 8 đúng không? à đây là dương chứ dương tức là cái tháng 9 nó sẽ lớn hơn tháng 8 còn âm này thì tháng 9 nó sẽ nhỏ hơn tháng 8 đấy các bạn thấy chưa rất là hay thì đây là gì ạ các bạn sẽ hiện cái sự khác biệt giữa hai cột nhá sang cái thủ thuật thứ 9 là cái định dạng thông minh đấy thì ở đây giả sử là thay vì cái hiển thị cái phần trăm này thì mình sẽ hiện cái cái mũi tên lên và xuống đúng không ví dụ là tăng trưởng dương thì mình sẽ cho là cái mũi tên lên và cái âm ấy thì mình sẽ cho mũi tên xuống hoặc thậm chí các bạn có thể thay đổi màu nhé đây là các bạn có thể cái phần trăm phần trăm tăng trưởng đi đúng không đấy. ví dụ thế ok thì các bạn làm như sau nhé đấy các bạn sẽ tích vào một cái ô bất kỳ của diện của cái cột tăng trưởng này này các bạn nhớ chuột phải các bạn chọn là number format nhé các bạn đừng chọn là format cell mà các bạn phải chọn là cái number format này đấy. tức là nó sẽ format number cho toàn bộ cái cột tăng trưởng này và các bạn sẽ chọn cái custom đúng không thì ở đây các bạn sẽ xóa cái time này đi Đấy. thì như các bạn biết ý, trong cái phần mà định dạng cell ấy thì nó có cái định dạng là ngăn cách nhau bằng cái dấu chấm phẩy nhá ví dụ là gì ạ? trước cái chấm phẩy đầu tiên ý, thì nó là biểu thị cái số dương và sau cái chấm phẩy đầu tiên thì là biểu thị số âm và sau cái chấm phẩy tiếp theo là sau cái chấm phẩy thứ hai là biểu thị số 0 và sau cái chấm phẩy thứ ba là biểu thị cái gì cái giá trị text thì đây mình chỉ là biểu thị cái tăng trưởng tức là cái âm và dương thôi nhé, thì các bạn làm như thế nào ờ, ok ở đây là diện bây giờ các bạn muốn hiển thị cái cái mũi tên lên cho cái phần số dương ở đây các bạn muốn hiện cái mũi tên lên thì các bạn giữ cái phím windows và cái dấu chấm nhá windows và dấu chấm thì nó sẽ hiện ra đây các bạn tích vào cái mũi tên lên ở đây Đấy, các bạn tích lúc mình tích hai cái đúng không mình sẽ đóng cái này lại các bạn xóa đi mình chỉ bớt lại một cái thôi và các bạn trước cái mũi tên lên này nhá các bạn có thể mở ngoặc vuông ra đấy các bạn sẽ gõ cái chữ diện cái chữ màu ví dụ các bạn cho là blue à, ví dụ là diện là blue nghĩa là diện cái mũi tên lên này mình sẽ để là màu màu xanh đấy thì sau cái mũi tên lên các bạn sẽ gõ cái chấm phẩy à, chấm phẩy nghĩa gì à chấm phẩy nghĩa là đến việc mà các bạn định dạng cho cái giá trị âm thì sau cái chấm phẩy đầu tiên là các bạn sẽ định dạng cho cái giá trị âm thì lại các bạn lại ấn cái phím windows và dấu chấm nhá đấy và các bạn tích vào cái mũi tên xuống như này đấy các bạn lại close lên lại thì trước cái mũi tên xuống nhá các bạn lại ấn mũi... các bạn lùi lại trước cái mũi tên xuống thì các bạn sẽ mở màu vuông ra mình sẽ cho màu đỏ đúng không thông thường thì mũi tên xuống mình sẽ để màu đỏ tức là cái tăng trưởng âm đúng không đấy các bạn sẽ bấm ok đấy các bạn thấy chưa đấy rất là hay thì như vậy là gì ạ là cái là tăng trưởng dương là mũi tên lên màu xanh còn cái là đỏ thì là mũi tên xuống màu màu âm thì ở đây màu xanh này không đẹp lắm mình sẽ đổi sang cái green nhé thì nó đẹp hơn à, mình chọn là number format này đấy, thì mình sẽ thay blue bằng bằng green đi các bạn sẽ bấm ok Đấy, các bạn thấy chưa thì nó đẹp hơn đúng không thì tùy các bạn các bạn thích màu gì các bạn chọn thì ngoài cái màu này nếu như mà các bạn muốn nhiều màu sắc hơn ấy, thì các bạn có thể search là cái cái color code nhé thì đây mình sẽ gõ cái tên tiếng anh cho nó dễ các bạn nhớ cái color code thì nó hơi khó Ok, sang cái thủ thuật thứ 10 ấy, là cái insert timeline, đúng không? Ở đây giả sử mình có các bạn bỏ hết đi Mình bỏ cái này đi nhé Bây giờ giả sử các bạn có cái Cái doanh thu theo gì ạ Theo khu vực đi Bây giờ các bạn muốn Hiện cái timeline là ví dụ các bạn muốn là Theo thời gian nhé Thì các bạn sẽ tích vào cái thẻ Alaline này Thì nhớ các bạn tích vào một ô bất kỳ của cái vùng Pivot Table Thì nó mới hiện thẻ Alaline nhé Các bạn tích ra ngoài Pivot Table Thì nó không còn cái thẻ Alaline ở đây nữa Mình tích vào một ô của Pivot Table Nó mới hiện lại cái thẻ Alaline thì các bạn sẽ chọn cái insert timeline ở đây đó các bạn thấy chưa rất là hay thì đây mình chỉ có một cái trường timeline là ngày thôi đúng không Đấy, các bạn tích vào cái ngày này các bạn bấm ok thì như vậy là diện nó sẽ hiện một cái timeline ở đây là là ngày cho các bạn thấy các bạn thấy không? rất là hay từ gì ạ từ cái tháng 1 của năm 2022 đến gì ạ đây là đến tháng 12 đúng không thì dữ liệu đây rất là nhiều nhưng mà thực tế ở đây là gì ạ mình chỉ có dữ liệu hai tháng thôi là gì ạ là tháng tháng là tháng 9 rồi đúng không? Bây giờ ví dụ các bạn tích vào gì ạ? Các bạn tích vào cái tháng 9 đây này. Đấy thì đây là cái kết quả dữ liệu tháng 9 và các bạn tích vào cái tháng 10. Ở đây mình không có tháng 10 đúng không? Thì mình chỉ có dữ liệu tháng 8 và tháng 9 thôi. Thế các bạn tích vào tháng 10 ấy, thì nó không có dữ liệu thì nó sẽ tổng bằng 0 các bạn tích vào tháng 8 này. Đấy. Các bạn tích vào tháng 9 này. Đấy các bạn thấy không rất là hay. Thì nếu như mà gì ạ? Ở đây các bạn không thích theo măn ấy, các bạn thích theo ngày chẳng hạn. Thì ở đây nó sẽ hiện toàn bộ cái giá trị của mình đây ví dụ mình chọn mùng 2 đến mùng 4 tháng 8 chẳng hạn đúng không? Thì đây là dữ liệu của mùng 2 đến mùng 4 tháng 8. Hoặc là gì ạ? Các bạn và với cả gì? Và mùng 8 đến mùng 10. À đây, các bạn chọn một tháng 10. Thì đây các bạn chỉ chọn được liên tiếp thôi nhá. Nếu như theo ngày nó nhiều quá các bạn chọn là theo tháng đi. Đấy. Hoặc ở đây các bạn sẽ chọn là gì? Các bạn chọn theo năm thì tùy các bạn đúng không? Đấy. Nếu như mà cái timeline các bạn muốn hiển thị theo gì thì ví dụ các bạn chọn theo tháng đi đúng không? Thì mình sẽ có dữ liệu của tháng 8 và tháng 9 thôi. Đấy. Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ gà Excel cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.